Chào mừng các bạn đến với kênh Vân Hoa. Đây là chuyến tàu tốc hành đến thăm thành phố xinh đẹp Geneva của Thụy Sĩ. Đồng hồ hoa Geneva là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Geneva. Đó là một chiếc đồng hồ thú vị với đầy hoa, trông rất đẹp. Chiếc đồng hồ này nằm cạnh trung tâm trạm xe buýt, xe điện của Geneva và ngay bên hồ Geneva. Đồng hồ hoa độc đáo mang tính biểu tượng của thành phố. Nó hòa quyện tuyệt đẹp giữa nghệ thuật và thiên nhiên với những bông hoa được sắp xếp tỉ mỉ. Chiếc đồng hồ đầy mê hoặc này thể hiện truyền thống chế tạo đồng hồ nổi tiếng của Geneva một cách độc đáo và đầy màu sắc. Đồng hồ này được làm từ nhiều loại hoa khác nhau và thay đổi theo mùa. Đồng hồ này có đường kính khoảng 5 mét, chu vi khoảng 18 mét. Kim dây của đồng hồ có lẽ là kim dây dài nhất thế giới, dài tới 2,5 mét. Chiếc đồng hồ này được tạo ra vào năm 1955 như một biểu tượng cho nghề thủ công đồng hồ của thành phố Geneva và như sự tôn vinh đối với thiên nhiên. Sau khi ghé thăm đồng hồ hoa, chúng tôi di chuyển tới bến thuyền để xuống thuyền đi thăm hồ Geneva. Hồ Geneva hay hồ Le Mans là một hồ ở Tây Âu. Nó là hồ nước ngọt lớn thứ hai tại Trung Âu, có diện tích chỉ sau hồ Balaton. Biên giới giữa hai quốc gia Thụy Sĩ và Pháp chạy ngang qua mặt hồ. Phía bờ bắc hồ và hai khúc đầu khúc cuối của hồ thuộc về của Thụy Sĩ. Phần hồ Thụy Sĩ chiếm diện tích khoảng 60%. 40% mặt hồ còn lại về phía nam thuộc chủ quyền của nước Pháp. Hồ này có hình dáng hơi cong giống như trăng lưỡi liềm. Đây là một hồ rất rộng với diện tích là 582 km2. Chiều dài của hồ dài tới 73 km. Phần rộng nhất của hồ tới 14 km. Độ sâu trung bình của hồ là 154 m và chỗ sâu nhất của hồ tới 310 m. Hiện nay trong hồ Geneva có khoảng 30 loài cá chính bao gồm cá hồi trắng, cá vược, cá chó, cá hồi hồ, cá hồi Bắc Cực và tôm sông Bắc Mỹ, vân vân. Hồ này còn là địa điểm ưa thích của nhiều loài chim. Hàng năm khu vực này có khoảng 150.000 con chim đã bay tới đây trú đông, bao gồm có cốc lớn, vịt mỏ nhọn, chim lặn màu lớn, sâm cầm, thiên nga và vịt trời, vân vân. Cứ chiều, trên mặt hồ Geneva, các câu lạc bộ thuyền buồm hoạt động, tạo nên cảnh sắc mặt hồ thật ngoạn mục. Nhìn xa xa, bạn sẽ thấy những chiếc thuyền buồm trắng căng trong gió, nhấp nhô, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Hàng năm, tại hồ này, vào tháng 6 diễn ra các sự kiện thể thao. Một trong những cuộc đua thuyền quan trọng nhất trên thế giới đó là cuộc đua thuyền giải bát vàng. Trung bình, cuộc đua này có khoảng 600 thuyền tham dự. Mục tiêu của cuộc đua là đạt thời gian ngắn nhất trên hành trình từ Geneva đến Le Bourget và quay trở lại Geneva. Giữa tháng 9 hàng năm, một cuộc đua thuyền tương tự khác được tổ chức nhưng là cuộc đua thuyền đơn, mỗi người chèo một thuyền. Và một cuộc đua thuyền thường niên quan trọng khác cũng đã diễn ra tại đây, đó là cuộc đua thuyền 5 ngày trên hồ Geneva. Hồ Geneva với khung cảnh thanh bình và đẹp đẽ. Ngắm khung cảnh bao la hùng vĩ của hồ, chìm đắm trong không khí yên bình, tận hưởng thiên nhiên trong lành là một trải nghiệm khó quên tại đây.